các tư thế cơ thể ảnh hưởng đến cuộc sống. Áp lực lên đĩa đệm, áp lực nội đĩa. Áp lực nội đĩa thấp nhất khi nằm thẳng trong tư thế ngửa. Khi nằm nghiêng, áp lực nội đĩa là 75 kg lực. Khi đứng thẳng là 100 kg lực. Khi đứng, người hơi cúi về phía trước, áp lực nội đĩa là 150 kg lực. Khi cúi ra trước, đồng thời xách thêm 20 kg thì áp lực nội đĩa đệm tăng lên đột ngột tới 220 kg lực. Khi ngồi là 140 kg lực. Khi ngồi, người hơi cúi về phía trước, áp lực nội đĩa là 185 kg lực. Khi ngồi, người cúi về phía trước 20 độ và xách thêm 20 kg, áp lực nội đĩa cao nhất. Các yếu tố dẫn đến thoái hóa đĩa đệm. Không thường xuyên tập thể dục. Nâng các vật nặng. Lái xe. Ngồi làm việc thường xuyên kéo dài. Vận hành các loại máy rung. Hút thuốc. Công việc nhàm chán.